Thưa quý vị và các bạn, mặc dù là địa phương nằm cuối trục đường 11A, nhưng xã Phong Mỹ, huyện Phong Điền có lưu lượng xe tải, xe khách khá cao. Để đảm bảo an toàn giao thông cho học sinh của xã Phong Mỹ, hoạt động tuyên truyền luật giao thông đường bộ được đẩy mạnh trong các hoạt động sinh hoạt ngoại khóa của các trường học, các bậc phụ huynh và người dân trên địa bàn. Những ngày đầu đến trường, các cháu học sinh lớp 1 đã được thầy cô giáo hướng dẫn xếp hàng ngay ngắn khi vào lớp và trước khi ra về. Ra đường phải đi về phía bên phải và đi hàng 1. Đó là chương trình định kỳ mỗi năm học của trường tiểu học Hòa Mỹ, xã Phong Mỹ. Ngoài ra, nhà trường còn phối hợp với các cơ quan chức năng, hội cha mẹ học sinh, tổ chức tuyên truyền luật giao thông đường bộ, cả quy định khi tham gia giao thông, quy định khi đưa đón học sinh để đảm bảo an toàn cho các cháu. Thì nhà trường rất là quản triệt, rất là từ khi mà vào học và cuối năm học, nhà trường đã tuyên truyền cổ động, nhất là cả đến từng cái gia đình, từng cái bậc phụ huynh là khi mà đi ra đường thì chúng ta là nhớ là con em mình ngồi trên xe máy là phải đội mũ bảo hiểm và đi đúng phần đường của mình, và cũng cho các em học được cái luật của an toàn giao thông. Ví dụ ba mẹ có uống rượu bia mà say thì con không được ngồi trên xe máy của ba mẹ, và khi đi xe đạp thì không được đi hàng hai hàng ba. Trên địa bàn xã Phong Mỹ có 5 cơ sở giáo dục, trong đó có 1 trường trung học cơ sở, 2 trường tiểu học. Học sinh ở rải rác tại 10 cụm dân cư, gồm 8 thôn và 2 bản đồng bào dân tộc là bản Hà Long và bản Khe Trăng. Khoảng cách di chuyển của học sinh bình quân khoảng 5 km. Tuy không quá xa, nhưng do đặc thù địa hình của xã vùng núi, nên công tác phòng ngừa tai nạn giao thông nói riêng và tai nạn thương tích nói chung được chú trọng hơn. Công an xã cũng là thường xuyên phối hợp với là các đội chuyên môn nghiệp vụ công an huyện để mà phối hợp với các nhà trường là để tổ chức tuyên truyền. Và đặc biệt thì trong năm học 2016-2017 thì phía công an xã đã phối hợp với các đội chuyên môn nghiệp vụ công an huyện, đoàn thanh niên và là các thành viên của ban an toàn giao thông của xã là đã tổ chức tuyên truyền là 6 buổi ở là 3 trường. Không chỉ chú trọng đến công tác giáo dục pháp luật trong trường học, mà ở xã Phong Mỹ, mỗi địa bàn dân cư đều nêu cao tinh thần đảm bảo an toàn giao thông bằng cách đường thông hè thoáng. Các hộ gia đình, tổ dân cư, đơn vị hợp tác xã thường xuyên tổ chức phát quang lòng lề đường, không để cây cối che khuất tầm nhìn, ảnh hưởng đến giao thông.